Từ ngày 1 tháng 7 năm 2024, khi thực hiện các giao dịch ngân hàng trên 10 triệu đồng một lần giao dịch hoặc tổng giá trị giao dịch vượt quá 20 triệu đồng một ngày thì bắt buộc phải xác thực sinh trắc học bằng khuôn mặt. Theo thông báo từ các ngân hàng, việc đăng ký sinh trắc học có thể tự thực hiện online thông qua ứng dụng app ngân hàng bằng cách dùng thẻ căn cước công dân gắn chip. Quy trình như sau: yêu cầu về mặt thiết bị để có thể tự cập nhật sinh trắc học online, căn cước công dân gắn chip còn hạn sử dụng, điện thoại di động có chức năng quét khuôn mặt hoặc vân tay và có tính năng đọc NFC. Các bước thực hiện cơ bản để cập nhật sinh trắc học trên các ứng dụng ngân hàng. Bước 1. Chọn tính năng cài đặt sinh trắc học trên app ngân hàng. Bước 2. Chụp hình mặt trước và sau của căn cước công dân gắn chip. Bước 3. Quét NFC trên thẻ căn cước công dân gắn chip. Bước 4. Chụp ảnh xác minh khuôn mặt và xác thực OTP. Bước 5. Đọc lại dữ liệu thông tin và xác minh để hoàn tất. Mặc dù xác thực sinh trắc học ngân hàng được xem là một bước tiến trong việc bảo mật giao dịch, tuy nhiên việc áp dụng công nghệ này gặp phải một số khó khăn. Sau đây là cách khắc phục. Lỗi phổ biến bao gồm căn cước công dân không cập nhật, đọc thông tin trên chip chưa thành công, không tìm thấy mục để xác minh sinh trắc học trên app. Cách khắc phục: kiểm tra lại tín hiệu kết nối mạng của điện thoại và tiến hành quét lại. Tháo ốp lưng điện thoại khi quét NFC, tháo tấm plastic, túi bảo vệ bên ngoài căn cước công dân nếu bạn đang sử dụng chúng. Tránh đặt căn cước công dân gắn chip trên mặt phẳng kim loại, thử khởi động lại thiết bị di động. Thử update app ngân hàng lên phiên bản mới nhất hoặc xóa app ngân hàng và tải lại. Giữ cố định căn cước công dân từ 5 đến 10 giây cho đến khi việc quét dữ liệu được hoàn tất. Đặt căn cước công dân gắn chip đúng vị trí để điện thoại có thể quét NFC và kiên trì thực hiện lại vài lần cho đến khi quét thành công. Những năm gần đây, nhu cầu sử dụng các mặt hàng xa xỉ ngày càng tăng, trong đó đồng hồ đeo tay đắt giá được giới nhà giàu săn đón. Được biết, với các sản phẩm được nhập khẩu chính hãng thông qua đơn vị phân phối, khách hàng thường phải chờ đợi một khoảng thời gian từ 1, 2, thậm chí 3 đến 5 năm. Tuy nhiên, hiện nay trên các trang mạng xuất hiện những người giao bán đồng hồ tiền tỷ dưới dạng sách tay, giá cao hơn so với chính hãng nhưng khách hàng không phải chờ đợi. Theo tìm hiểu, các thương hiệu đồng hồ xa xỉ hàng đầu như Richard Mille, Patek Philippe, Audemars Piguet, Rolex, Frank Mueller, Cartier, giá cả từ vài tỷ đến nhiều chục tỷ, được giao bán công khai. Đa số các sản phẩm xa xỉ này được các cá nhân mua bán sang tay, một số ít còn lại được giao dịch thông qua hệ thống phân phối ủy quyền. Điều này đặt ra câu hỏi, việc quản lý đối với những giao dịch tiền tỷ này được thực hiện như thế nào? Vai trò của cơ quan quản lý thị trường, thuế ra sao? Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội vừa công bố kết quả mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu đô thị thông minh sinh thái tại các xã Tàm Xá, Vĩnh Ngọc và Xuân Canh, huyện Đông Anh. Đến hết ngày 28 tháng 6, chỉ có một đơn vị đăng ký là liên danh Vingroup Thái Sơn, Long Hải. Trong đó, Thái Sơn là công ty con của công ty cổ phần Vinhomes với tỷ lệ sở hữu 99,8%. Dự án mà liên danh của Vingroup muốn đầu tư có quy mô 268 ha với dân số khoảng 38.500 người sau khi hoàn thành. Tổng vốn đầu tư sơ bộ cho khu đô thị thông minh sinh thái tại Đông Anh này là khoảng 33.093 tỷ đồng. Ngoài ra, chi phí bồi thường, hỗ trợ tái định cư là 2.090 tỷ đồng. Hiện nay, khu đất này chưa giải phóng mặt bằng. Theo thống kê, mặt bằng giá trung bình chung cư tại Hà Nội hiện dao động từ 50 tới 70 triệu đồng một mét vuông, tăng 38% so với năm 2019. Mức giá này tương đương với 45 năm thu nhập bình quân của người lao động. Hà Nội hiện nằm trong nhóm các thủ đô khó mua nhà ở nhất thế giới, theo công bố mới đây của Net Credit, nền tảng thuộc công ty công nghệ Innova International tại Mỹ vừa đưa ra. Cụ thể, hiện có dự án thuộc địa bàn quận Thanh Xuân, thủ đô Hà Nội, giao bán với giá 8 tỷ đồng diện tích hơn 100m². Cá biệt có dự án vị trí đắc địa bậc nhất thủ đô được giao bán với giá từ 25.000 cho tới 30.000 đô la Mỹ một mét vuông. Giấc mơ an cư của người dân ngày càng xa vời khi mà sự chênh lệch giữa phân khúc căn hộ hạng sang nhiều hơn hẳn so với phân khúc vừa túi tiền của đa số khách hàng.